Có lẽ những lần cãi vã chia tay rồi quay lại, những tổn thương chất chứa thời gian dài. Để giờ đây quá nhiều mệt mỏi, đôi tay chẳng muốn giữ. Khi yêu phải biết họ cách có tìm lại bản thân. Đừng tổn thương người, đừng nên trân trọng. Đừng lên thương, đúng sai cả ngày đều phải đánh giá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.